Chào tất cả các bạn. Hôm nay shop Hà Phương xin giới thiệu với các bạn các sản phẩm đến từ Nhật Bản. Shop Hà Phương nhập hàng gia dụng Nhật Bản chính hãng. Đây là một số sản phẩm mình chuẩn bị giao khách. Đây là cái dầu tẩy trang Cose. Còn đây là sữa tắm được sản xuất từ cái đậu nành. Còn đây là sữa rửa mặt đậu nành. Tất cả hàng là đều được sản xuất từ Nhật và nhập khẩu trực tiếp từ Nhật. Áo này áo để cho mặt mà mát mùa hè cho nam. Đây là chai tẩy bồn cầu. Đây cũng là chai tẩy rửa bồn cầu. Hai hãng khác nhau. Còn đây là cái chổi cọ, chúng ta cọ bồn cầu, cọ những cái chậu rửa. Hàng được sản xuất tại Nhật và nhập trực tiếp từ Nhật. Hôm nay em khui thùng hàng Nhật cho các bác xem nha. Hàng mới về đây. Băng keo chỗ này dày quá. Rồi, em xin giới thiệu nha. Đây là băng vệ sinh băng đêm. Băng vệ sinh đêm. Một cái bịch này là hai gói. Một gói là hai. Một gói lớn này gồm hai gói nhỏ, mỗi gói nhỏ là 10 miếng. Đây, 10 miếng đây. Một gói nhỏ là 10 miếng. Băng vệ sinh đêm. Có cắm. Còn đây là cái hàn miệng túi. Khi mà mình làm đồ ăn mà cái gì còn dư đó mình bỏ túi xong mình hàn kín lại. Hàn Nhật nha các bác, hàn Nhật chính hãng đây. Đây là cái viên thả bồn cầu. Một gói vậy là hai viên. Gói hai viên, một lần là mình thả vào một viên để nó làm sạch bồn cầu. Còn đây là băng vệ sinh Laurier băng ngày có cắm. Một bịch là 22 miếng, như hai bịch này là 44 miếng. Họ đóng gói một lần như vậy là hai bịch. Còn đây là
cái viên rửa chén, viên rửa trong máy rửa chén, xà bông rửa chén đó. Đấy. Một bịch này là 150 viên, loại này là 3 trong 1. Đây, chỉ cần một viên này thôi là chúng ta có thể rửa sạch hết một đống chén bát. Nhưng mà cái loại này các bạn phải có nhà và có máy rửa chén mới xài được. Đây là cái hộp đựng thuốc 6 gram. Một ngày mình có nhiều thuốc mà uống nhiều cữ mình bỏ vào trong này 6 gram. Đây. Đây là cái băng keo. Băng keo này rất là mỏng. Mình sẽ dán ví dụ như là chậu rửa chén. Băng keo này là siêu dính. 3 cm x 2 m. Những cái chỗ nào mà nứt hở mà mình cần dán thì mình sẽ dán bằng cái loại băng keo này. Nó rất là mỏng. Và nó không có cộm lên cái thành. Chậu rửa chén nó bị hở hay chỗ nào nứt hở các bạn dán bằng cái này. Đây là diệt dán. Diệt dán các bạn nha. Nhà các bạn nhiều dán thì các bạn mua một hộp này. Đây, đằng sau các bạn coi đây. Nó là những cái viên này, những cái viên màu đen. Dán nó sẽ ăn cái viên này, nó sẽ chết. Chai này là chai tẩy nhà bếp nè. Cái chỗ nào mà dầu mỡ nhiều, cứng đầu, khó tẩy thì các bạn mua chai này nha. Trên tường mà nó bám bẩn nhiều dầu mỡ đó thì các bạn mua cái chai này về các bạn tẩy. Đây, các bạn xem mark in của nó nè, mark in da băng đó. Đó. Chai này là chai tẩy bếp ga. Chai tẩy bếp ga. Đây, bếp ga đây. Nhà các bạn có nhà nào thì chắc cũng có bếp ga mà. Chúng ta mua một chai này về chúng ta tẩy. Chai bếp từ. Tẩy bếp từ nha các bạn. Tẩy bếp từ, mình nói nhầm. Chai này là tẩy bếp từ, bếp hồng ngoại. Cái này nếu mà nhà bạn có nhiều kiến nha, diệt kiến. Đây, kiến ba khoang. Nếu mà nhà các bạn có kiến ba khoang, nói chung là diệt kiến thì mình sẽ dùng cái sản phẩm này, diệt kiến của Nhật. Đây, kiến đầy lên đây nè. Đó. Còn cái này là cái chổi để mà chà bồn cầu. Đây, cán dài nó khoảng là 30 cm á, để chúng ta chà bồn cầu. Còn cái chai này là nước tẩy quần áo, tẩy quần áo. Một chai này là 600 ml. Thì hôm nay hàng về được có nhiêu đây thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình sẽ giới thiệu chi tiết từng cái sản phẩm và cách sử dụng sau. Hôm nay khui thùng cho các bác xem thôi. Rồi, xin cảm ơn tất cả. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ mình. Nếu mua hàng Nhật thì xin hãy ghé shop Nini hàng hiệu, hoặc là vào Zalo số điện thoại 0925 366 299. Sẽ có rất nhiều sản phẩm để các bạn lựa chọn và mua về chăm sóc gia đình. Xin cảm ơn tất cả.
Thank you.